thì cái các bạn cho bệnh nhân sử dụng insulin chúng ta có hai cái yếu tố cần lưu ý. Thứ nhất là hồi trước á, thì chúng ta có cái loại là lọ tiêm và bơm tiêm ha, thì chúng ta sẽ rút thuốc từng lọ để mình tiêm cho bệnh nhân. Và ngày nay chúng ta có cái dạng gọi là bút tiêm. Thì bút tiêm có nghĩa là thuốc đã được đóng sẵn trong cái bút rồi, chúng ta chỉ việc điều chỉnh cái liều chúng ta tiêm thôi. Và cái đặc điểm của bút tiêm thì cái đầu của bơm tiêm thì nó 8 mm, và hiện nay cái bút tiêm nó chỉ có 4 mm thôi. Cái đầu kim nó ngắn và nó nhỏ hơn cho nên nó giảm đau nha. Và ngày xưa cái loại kim dài thì các bạn tiêm dưới da các bạn nhân ha. Thì cái loại kim dài này thì các bạn tiêm dưới da thì những bệnh nhân nào béo mập thì không sao, những bệnh nhân ốm á thì thay cái đầu tiêm một cái góc 90 độ như thế này. Nếu chúng ta sử dụng kim dài chúng ta phải nghiêng góc 45 độ để cái mũi kim nó rơi vào cái vùng dưới da. Còn nếu các bạn tiêm thẳng thì sao, nó đâm vào vùng cơ của bệnh nhân, nó có thể tăng hấp thu insulin quá mức và hạ đường huyết quá nhanh cho bệnh nhân. Nên nếu xài loại bơm dài và bệnh nhân ốm thì chúng ta sẽ tiêm cái vát góc 45 độ. Còn nếu là bút tiêm thì chúng ta phải tiêm trực tiếp góc 90 độ cho bệnh nhân. Và những cái vùng nào để tiêm thì đây là những cái vùng mô mỏng dưới da, thì gồm có là ở ngoài bụng rồi hai bên mặt hai cánh tay, hai bên mặt phần lưng phía trên mông. Đây là những cái vị trí có tiêm insulin. Thực tế các bác sĩ ở bệnh viện Đại học Y Dược Hồ Chí Minh đang chỉ khuyến cáo bệnh nhân tiêm quanh bụng, còn cái địa đây cái vùng này cái mô mỏng nó dài, hấp thu nó ổn định hơn và bệnh nhân dễ thao tác hơn, có thể tự tiêm được. Các bạn tiêm dài tiêm thì các bạn có cho bệnh nhân tại cái cách đơn giản nhất. Nhưng mà khi mà tiêm vùng bụng thì chúng ta sẽ để ý rằng thường xuyên luân chuyển vị trí tiêm, mỗi lần cách ít nhất là 2 ống tay, bởi vì các bạn tiêm cùng với vị trí liên tục sẽ gây ra chấn thương mô cho bệnh nhân. Nếu cái việc tăng lập đi lập lại kéo dài và bệnh nhân sẽ bị cái biến chứng là loạn nhiễm mỏng cho tim. Rồi hồi nãy thì chúng ta đang nói tới cái loại tim dưới da, thì chúng ta có cái đường là tim truyền tĩnh mạch. Trong trường hợp cấp cứu do bệnh nhân nhiễm toan ceton axit thì chúng ta có đường truyền tĩnh mạch cho bệnh nhân. Rồi ngoài ra thì cái đường truyền tĩnh mạch này chúng ta tiêm loại nào, loại regular và thông thường hoặc là loại nhanh hoặc loại ngắn ha mới tiêm tĩnh mạch được. Còn các loại khác, loại trung bình và loại dài thì không được phép tiêm tĩnh mạch, bởi vì cái pH tương tự nên chúng ta chỉ dùng loại nhanh hoặc loại ngắn tiêm tĩnh mạch được. Rồi hồi xưa chúng ta có một cái loại là insulin dùng theo đường thích, và cái loại chế phẩm đầu tiên ra đời cái tên là Exubera. Thì cách đây 16 năm á, lần đầu tiên lúc mà con đi học ở nước ngoài á, cái lớp học thạc sĩ xét đi 16 năm, thì lúc đó ông thầy cô cho biết cái bài luận của Exubera. Và lúc đó Exubera là cái ngôi sao sáng trên thị trường, bởi vì nó dùng theo lượng thích của bệnh nhân không phải cao. Nhưng mà sau khi cô biết cái bài luận xong, ông thầy chấm điểm mén rớt. Ông thầy nói mày không có tiền gì hết, mày không biết gì còn tiếng tiền hết. Ông nói là mày nghĩ thử coi, nếu một insulin bản chất là các tiết dùng theo đường thích thì sinh khả dụng nó như thế nào, nó qua được hàng rào bao mặt ở phổi hay không. Rồi chưa kể các bạn thấy một cái bệnh nhân hen, kỹ thuật hít thuốc cực kỳ quan trọng. Nếu các bạn hít nhanh thì sao, thuốc sẽ lắng đọng cái đường phổi và sau đó nó xuống đường tiêu hóa. Như vậy nếu các bạn hít quá nhanh, thuốc sẽ lắng đọng và insulin sẽ xuống đường tiêu hóa mất các được. Kỹ thuật thích đúng gì hơi nghi ngờ thích chậm và sau. Và vì vậy ông này chê cái bài cô tai hát luôn, và sau đó cái Exubera biến mất khỏi thị trường, nó đưa vào nhưng mà không hữu hiệu. Rồi kỹ thuật thích sẽ ảnh hưởng insulin thải được rất nhiều nên không ai sợ nữa. Nhưng mới đây năm 2024 ADA thì phổi trái có đường Hoa Kỳ một lần nữa đưa chế phẩm thích đi vào khuyến cáo điều trị. Và chế phẩm thích lần này của cái hãng dược phẩm khác có tên là Afrezza. Và theo như ADA nói, theo như hiệp hội đái tháo đường Hoa Kỳ nói, sinh thải dụng của ADA bằng tương tự như insulin tác dụng nha. Sinh thải dụng tương tự, hiệu quả tương tự. Nhưng mà
những gì Ada nói đã được kiểm chứng qua học nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ở công ty của Alexa. Nhưng liệu cái phẩm này có giống như Aspirina cậu chết không, tôi chưa biết. Nhưng bởi vì nó đưa vào khuyến cáo điều trị nên bây giờ tôi sẽ nhắc lại các tác dụng có tác dụng của điều trị nha. Tôi rất là vô dụng của tương lai của Việt Nam chưa có chế phẩm này, nhưng mà này là có và xin tác dụng của nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều người phải giá thành. Phóng thích kéo dài. Và người ta so sánh tác
dụng phụ với hai dạng này, ta thấy rằng so sánh các tác dụng như tiêu chảy, nôn, khó tiêu, đầy bụng, táo bón, khó chịu đường ruột, thì nếu như các bạn chuyển metformin từ dạng phóng chất nhanh sang dạng phóng chất kéo dài thì các bạn có thể giảm được 58% tác dụng phụ trên đường tiêu hóa. Như vậy thì tác dụng phụ này chuyển sang dạng phóng chất kéo dài. Và hiện nay có rất nhiều dạng chế phẩm phóng chất kéo dài được sử dụng cho các bệnh của bảo hiểm y tế nè, chúng ta có thể sử dụng cho bệnh nhân. Rồi, cái tác dụng phụ quan trọng thứ hai của metformin. Như vậy thì các bạn thấy rằng ở những bệnh nhân đái tháo đường thứ hai, suy thận là cái bệnh đầu mắt quan trọng, biến chứng trên thận. Tại sao? Tế bào thận đường vào trong tế bào thận cầu suy, cho nên tổn thương tế bào rất là dữ dội, tổn thương mạch máu nhỏ, tổn thương thận. Như vậy chúng ta điều trị đái tháo đường chúng ta sẽ xem bệnh nhân có suy thận hay không, và nếu bệnh nhân có suy thận chúng ta sẽ thực hiện xem xét cái mức lọc cầu thận của bệnh nhân ICSR. Nếu ICSR của bệnh nhân dưới 30 ml một phút trên 1.73 m³ không sử dụng metformin. Vậy nếu mức lọc cầu thận dưới 30 không phải metformin. Nếu trên 30 chuyện gì xảy ra? Người ta sẽ chia bệnh nhân ra làm 3 nhóm. Thứ nhất là mức lọc cầu thận từ 30 đến 44, thứ hai là từ 45 đến 59, và thứ ba là trên 60 ml một phút 1.73 m³. Rồi, nếu như mức lọc cầu thận của bệnh nhân trên 45 chuyện gì xảy ra? Sử dụng bình thường. Nếu mức lọc cầu thận trên 45 sử dụng bình thường. Bình thường nghĩa là gì? Nghĩa là các bạn có thể tăng metformin đến mức liều tối đa. Mức liều tối đa của metformin là 2000 đơn vị. Xin lỗi, 2000 mg. Đối với lại phóng chất kéo dài. Hoặc là 2250 mg đối với dạng phóng chất nhanh. Như vậy tối đa chúng ta có thể tăng được đến khoảng 2000 đến 2500 metformin. Nhưng nếu bệnh nhân có mức lọc cầu thận dưới 45, từ 30-45 thì nó sẽ khởi trị với nửa liều. Như vậy bình thường chúng ta khởi trị với 500 mg, chúng ta khởi trị với 250 mg và tăng liều không đến nửa liều tối đa theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Có nghĩa là trường hợp nếu mức lọc cầu thận cao, chúng ta dùng tối đa 2000 mg loại phóng chất dài mỗi ngày. 2000 tối đa, maximum đây là 2000. Như vậy max chúng ta là 2000 mg. Nếu mức lọc cầu thận dưới từ 30 đến 45 thì tối đa chúng ta chỉ có thể tăng đến, rồi nếu mức lọc cầu thận 30 đến 45 thì tối đa tăng đến 1000, không được tăng hơn nữa. Rồi nguy cơ nhiễm toàn lắc tích, do đó chúng ta không tăng quá nhiều metformin. Điểm thứ hai cần lưu ý ở bệnh nhân suy thận là gì? Theo dõi vitamin B12. Lý do metformin có cấu trúc hóa học tương tự như vitamin B12, do đó nó sẽ cạnh tranh hấp thu với B12 qua thành phần. Như vậy metformin cạnh tranh hấp thu với B12, do đó nếu sử dụng metformin trên 4 năm, rồi các bạn biết đái tháo đường là bệnh mãn tính, do bệnh đó bệnh nhân dùng metformin dài được năm thì bệnh mãn tính, và khi sử dụng metformin trên 4 năm thì cái nguy cơ thiếu B12 rất cao. Do đó chúng ta phải xem nữa là theo dõi nồng độ B12 trong máu, phải theo dõi công thức máu. Tại sao thiếu B12 biến chứng là gì? Công thức máu, ảnh hưởng công thức máu là gì? Thiếu máu hồng cầu to. Rồi nếu bệnh nhân có thiếu máu hồng cầu to thì chắc chắn là bệnh nhân thiếu B12. Vì vậy bạn phải xem xét bổ sung B12 cho bệnh nhân này. Các bạn lưu ý cái chuyện thứ hai, thiếu máu hồng cầu to sẽ ảnh hưởng đến cái gì các bạn? A1C. Do đó cái giá trị A1C các bạn cần phải không chính xác. Các bạn cần phải tham khảo thêm giá trị đường huyết tự do. Như vậy ở suy thận chúng ta có hai yếu tố nguy cơ. Thứ nhất là thiếu erythropoietin. Thứ nhì là thiếu B12. Do đó nguy cơ thiếu máu rất là cao ở nhóm bệnh nhân này. Và giá trị A1C nó đọc rất là cẩn thận. Giá trị A1C chỉ chính xác khi công thức hồng cầu của bệnh nhân bình thường. Đấy. Rồi.
tiên. Nếu ở mức 30.44 mà rớt xuống dưới 30 thì sao? Ngưng sử dụng mét đầu tiên. Đó, cái điểm là tập lưu ý chức năng thận của bệnh nhân và không có máu được nha. Rồi nhóm kế tiếp là nhóm sung tiên viêm rơi và nơi viêm tiên ít. Thì ở đây nó tác dụng trên cái kênh. Hai nhóm thuốc này đặc biệt là tác dụng trên cái kênh kali. Nhóm sulfonin ure tác động trên cụ thể sulfonin ure. Nhóm melitinib tác động trực tiếp trên kênh kali. Và hiệu quả hai thuốc thì nhìn chung cũng đều ảnh hưởng đến hoạt động của kênh kali. Và kênh kali này xảy ra chuyện gì? Thì trong cái cơ chế điều hòa đường huyết thông thường ở người bình thường thì khi đường tăng cao trong máu, nó sẽ phát tán vào trong tế bào beta tuyến thượng, nó sẽ kích hoạt kênh kali và dẫn đến cái chuỗi, và cái chuỗi này ở cùng và tăng tiết insulin. Như vậy khi đường tăng cao trong máu sẽ kích hoạt kênh kali, kích hoạt phóng thích insulin để mà hạ đường xuống. Đó là cơ chế tự nhiên của cơ thể. Bây giờ cái thuốc nhóm sulfonin và ure và melitinib tác động bằng cách tác động lên kênh kali này để đưa ra cái đáp án cuối cùng cũng vẫn là tăng tiết insulin. Như vậy nhóm này sẽ tác động lên kênh tuyến thượng. Melitinib và sulfonin ure. Đặc điểm trong điều trị của nhóm thuốc này. Kiểm soát được huyết tức thời, nhưng về lâu về dài các bạn
thì các bạn sử dụng cái liều sulfonin urate vẫn như vậy, nhưng tế bào không tiết nổi insulin, bởi vì còn tế bào beta thì bắt đầu tiết, thì lúc này bắt buộc các bạn phải chuyển sang insulin và vệ sinh. Ưu điểm hạ được huyết nhiều nhiễm bào bò sống như thế nào, và các bạn thấy rằng tại cái thời điểm bệnh nhân xuất hiện tiền đái tháo đường thì đã có sự tổn thương mạch máu và có những biến chứng mạch máu lớn rồi, và khi bệnh nhân chuyển sang đái tháo đường thực sự chúng ta bắt đầu xuất hiện biến chứng mạch máu nhỏ. Do đó các bạn kiểm soát được biết các bạn ngăn ngừa biến chứng mạch máu nhỏ, nhưng biến chứng mạch máu lớn gần như chúng ta không ngăn ngừa đáng kể được. Và mạch máu lớn thì các bạn thấy cái tế bào nội mạc ở mạch mạch vành cái gì, tế bào nội mạc có đời sống là 20 năm, do đó một cái tổn thương nó xảy ra gần như là cái tổn thương rất là khó. Rồi cái nhóm sulfonin urate và nelitinib chúng ta có những cái thuốc nào? Thì trong nelitinib chúng ta có một cái đại diện duy nhất là retacrinib, thời gian tác dụng là 4 giờ, và bởi vì thời gian tác dụng ngắn, các bạn nhớ nó tương tự như cái thằng insulin tác dụng nhanh, có ăn thì có uống, không ăn thì không uống. Rồi cái nhóm sulfonin urate thì như thế nào? Nó có hai thế hệ 1 và 2, nhưng hiện tại chỉ còn thế hệ 2 được sử dụng. Đó là các thuốc liquid, lipizid, linagonib và linlacid. Các thuốc này chúng ta sẽ lựa và chọn như thế nào? Cái đặc điểm thứ nhất là thời gian tác dụng của nó. Thì các bạn thấy những thuốc tác dụng đến 24 giờ các bạn dùng này một lần. Cái đặc điểm thứ hai là các bạn thấy rằng không phải lúc nào chúng ta cũng dùng liquid. Ví dụ linagonib thời gian tác dụng nó là 24 giờ cộng, tức là nó rất là kéo dài. Nhưng mà các bạn thấy cái tác dụng của linagonib, các bạn nhớ cái công việc gì chúng ta làm? Linagonib cái tác dụng như thế này, các bạn 24 giờ nó có một cái định tác dụng. Do đó các bạn uống buổi sáng thì buổi trưa các bạn ăn trễ, các bạn sẽ có nguy cơ hạ đường huyết quá mức tại thời điểm buổi trưa. Vì vậy đối với những tác dụng dài này, chúng ta rất là lưu ý là phải bệnh nhân phải có chế độ ăn cố. Còn nếu bệnh nhân hay bỏ bữa thì chúng ta sẽ lựa chọn các loại tác dụng ngắn như retacrinib. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai các bạn thấy là linagonib nó có hai cái hàm lượng 2mg và 4mg. Thì bác sĩ có thể tăng liều cho bệnh nhân đến 40mg, nhưng về lý thuyết thì nó tác dụng 24 cộng, do đó dùng ngày một lần. Nhưng bởi vì nguy cơ hạ đường huyết của nó quá cao nên một số bác sĩ trong thực tế họ sẽ thay vì họ dùng viên 4mg họ sẽ dùng hai cái viên 2mg. Do đó các bạn có thể nói ủa sao kỳ vậy, các bạn cô nó tác dụng ngày dùng lần rồi sao ông lại không dùng ngày 2 lần? Lý do là để giảm bớt cái tác dụng nguy cơ hạ đường quá mức. Do đó đôi khi bác sĩ có một cách để liệu là mặc dù là thời gian tác dụng nó dài nhưng nó sẽ tác dụng rồi. Thì đó thực tế có những cái các bạn thấy nó thay đổi so với lý thuyết chúng ta học. Điểm lúc còn lưu ý là gì? Chuyển hóa qua gan và qua thận. Ở bệnh nhân suy thận thì chúng ta sẽ ưu tiên các thuốc chuyển hóa qua gan là chủ yếu. Còn ở bệnh nhân suy gan chúng ta sẽ chuyển qua các thuốc tác dụng qua thận. Một đặc điểm nữa, thì hồi nãy các bạn thấy là cái cơ chế tác dụng của sulfonin urate là gắn lên cụ thể sulfonin urate trên galin và hoạt hóa quá trình bài tiết insulin. Nhưng cụ thể sulfonin urate nó có hai loại, loại một ở tuyến tụy và loại thứ hai là ở tim. Ở tuyến tụy nó là tác dụng tốt, nó kích thích quá trình tiết insulin. Ở tim thì cụ thể sulfonin urate hai tác dụng xấu gây tổn thương tế bào. Vì vậy, đối với những bệnh nhân có bệnh lý tim mạch thì người ta sẽ ưu tiên những thuốc như linagonib hoặc linagonib, bởi vì nó tác động ưu thế tại tụy hơn là ở tim. Vì nó tập trung tác dụng tại tụy, nó giảm nguy cơ tổn thương tim mạch cho bệnh nhân. Đó là cái đặc điểm chúng ta cần lưu ý. Và những cái thuốc như là insulin hoặc là sulfonin urate hoặc là insulin thì cái tác dụng phụ quan trọng đó là gây tăng cân, bởi vì đây là các hormone tham gia vào nhiệm vụ
tăng tổng hợp cơ, do đó nó gây nguy cơ tăng cân. Và cái nguy cơ thứ hai là do insulin hoặc là những thuốc kích thích tiết insulin, bệnh nhân sẽ có cái nguy cơ hạ đường huyết quá mức nếu như bỏ bữa ăn không đủ. Thì đây là thuốc sulfonin urate hoặc melatonin hoặc insulin tác động trên cơ chế là tính dục. Và ở đây chúng ta có cái đề bao limit là thời gian tác dụng chỉ có 4 giờ thôi, nên nó ít cái nguy cơ hạ đường huyết quá mức hơn những cái thuốc khác, bởi vì tác dụng ngắn. Thiazolidinium thì chúng ta có hai cái thuốc quan trọng là tiomidazole và rosiglitazole, nhưng cô sẽ không tập trung nó về nhóm thuốc này, bởi vì thứ nhất hiệu quả của nó tăng nhạy cảm của insulin trên tế bào cơ và gan, giống thuốc nào mét vòng đi chính xác. Còn như vậy thì ở đây chúng ta có cái đặc điểm kế tiếp là tiazolidinium. Quý tắc là tay xếp đều trên tế bào và trên gan, tương tự như mép bọc kim. Nhưng cái nhược điểm của nó là gì? Tăng tác động lên thần kinh, tăng thèm ăn, làm cho bệnh nhân béo hơn, rồi tăng cholesterol, và có tác dụng phụ thứ hai gây dưỡng muối và dưỡng nước, làm bệnh nhân phù, do đó là có thể nguy hiểm cho bệnh nhân suy thận và suy tim. Như vậy so với lại mấy phọc viên thì sao? Nó kém cùng mấy hơn. Rồi vì vậy chúng ta cũng quan tâm tới nó nữa. Còn mấy phọc viên thì quan tâm tới nó. Rồi cái đặc điểm quan trọng đây là cái thuốc mới và rất quan trọng hiện nay là thuốc chủ vật thải siêu vi mô và thuốc ức chế DPP4. Và hai thuốc này nó có đặc điểm là tác dụng tương tự như incretin. Thì incretin tác dụng như thế nào? Thì đây là một cái hệ tiêu hóa. Khi chúng ta ăn một bữa cơm, tinh bột sẽ di chuyển đến miệng nhai nuốt tiết nước bọt, di chuyển đến dạ dày co bóp và đến ruột. Khi thức ăn đến ruột thì những tế bào thành ruột nó sẽ tiết ra một cái hormone tại chỗ có tên là incretin, và cô viết tắt là GLP1. Tác dụng của incretin như sau: tác dụng lên não, chán ăn no ăn, giảm bớt lượng tinh bột lại. Rồi incretin tác động lên trên tim trước nè. Tác dụng của incretin bảo vệ tế bào cơ tim, duy trì sức co bóp của tim. Incretin tác động ở trên gan, ức chế quá trình tân tạo đường tại gan. Như vậy nó giống gì các bạn? Rồi, ức chế quá trình tân tạo đường tại gan. Rồi tác động thứ hai, tác động lên tế bào cơ, tăng nhạy cảm với insulin, chống ai? Mét phọc viên. Rồi cái cơ chế nữa là gì? Tác động lên tế bào beta, kích thích quá trình tổng hợp insulin, ức chế sự chết của tế bào beta. Các bạn nhớ cái diễn biến tổng hợp của tế bào beta ở bệnh nhân tiếp 2 không? Nó giảm dần và nó chết. Đến khi nó chết thì chúng ta phải điều trị cho bệnh nhân bằng insulin ngoại sinh. Nhưng mà đặc điểm của incretin là gì? Ức chế sự chết của tế bào beta, kích thích tạo ra cái tế bào beta. Đây là tác dụng quan trọng của đây, cái ngôi sao mới trong điều trị. Rồi cái tác dụng quan trọng đó là gì? Tác động lên đường tiêu hóa. Các bạn ăn dùng cái bữa cơm nha.
thì thức ăn nó sẽ được tiêu hóa từ dạ dày xuống ruột. Như vậy sau 2 giờ, khoảng 2 giờ thì nồng độ đường trong máu đã tối đa do cái tác dụng là của tinh bột chuyển hóa thành đường. Và cái tinh bột chuyển hóa thành đường thì quá trình hấp thu đường nó sẽ diễn ra chủ yếu là ở ruột. Rồi bây giờ các bạn nhớ người ta khuyên bệnh nhân đái tháo đường là gì? Ăn thức ăn có chỉ số đường huyết thấp, hạn chế thức ăn có chỉ số đường huyết cao. Giờ thế nào là thấp thế nào là cao? Thì thực sự cái chỉ số đường huyết thấp hay cao nó phản ánh tốc độ hấp thu. Nếu như các bạn ăn khoai, khoai lang, khoai tây thì chỉ số đường huyết thấp bởi vì thức ăn hấp thu chậm. Nếu các bạn ăn cơm hoặc bánh mì trắng ha, bánh mì thì chỉ số đường huyết cao. Như vậy các bạn thấy là cái diện tích chứa đường trong trong hai trường hợp, nếu các bạn ăn cái lượng đường như nhau, lượng đường từ tinh bột như nhau thì thức ăn có chỉ số đường huyết cao nó sẽ hấp thu nhanh hơn là thức ăn có chỉ số đường huyết thấp. Rồi một bệnh nhân đái tháo đường có đặc điểm là gì? Giảm số lượng tế bào beta, khả năng tiết insulin hạn chế. Do đó nếu như các bạn sử dụng thức ăn có chỉ số đường huyết thấp thì khả năng bài tiết insulin của tế bào bởi vì số lượng giảm cho nên khả năng bài tiết yếu. Và nếu như các bạn sử dụng thức ăn có chỉ số đường huyết thấp thì mặc dù tế bào beta nó bị suy giảm nhưng mà nó tiết từ từ thì nó cũng hạ được thức ăn đường huyết thấp xuống. Nếu các bạn sử dụng thức ăn có chỉ số đường huyết cao thì các bạn thấy rằng có một cái khoảng đường huyết sẽ không được phủ bởi insulin. Vậy cái khoảng đường huyết này nó gây tổn thương tế bào mạch máu của các bạn. Tương tự câu chuyện thức ăn có chỉ số đường huyết thấp hay cao, cô muốn nói đến cái câu chuyện thứ hai là ingratin. Ingratin tác dụng là gì? Làm chậm nhu động dạ dày ruột. Như vậy thì thay vì các bạn ăn một cái hộp tô cơm và nồng độ đường huyết tăng nhanh, trong điều trị người ta sẽ sử dụng một cái thuốc có tên là thuốc chủng vật GLP-1.
và đặc biệt thuốc chủ động theo vi mô này đó kháng lại được cái sự phân hủy của DDB4. Như vậy khi chúng ta dùng chủ động theo vi mô loại sinh thì thời gian tác dụng của nó kéo dài và nó phát huy những cái tác dụng mà incretin nội sinh không làm được. Rồi cái cơ chế thứ hai, như vậy chúng ta có cái thuốc đầu tiên là thuốc chủ động theo vi mô. Cái cơ chế thứ hai là chúng ta có thuốc ức chế DDB4. Như vậy cái cơ chế thứ hai là gì? Chúng ta sẽ ức chế cái DDB4 để incretin nội sinh sống lâu hơn, phát huy tác dụng nhiều hơn. Vậy có hai cái cách. Thứ nhất, kéo dài dùng cái thuốc kháng phân hủy bởi DDB4. Thứ hai, ức chế DDB4 để incretin nội sinh phát huy những cái tác dụng quan trọng. Còn cái tác dụng quan trọng khác các bạn thấy là tác dụng bảo vệ tế bào cơ tim của incretin, bảo vệ tế bào cơ tim của các thuốc chủ động thụ thể siêu đơn. Rồi, như vậy chúng ta đặt cái câu hỏi trong điều kiện và thực tế hiện nay khuyến cáo năm 2024 của Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ nó nói rằng có thể khởi trị sớm các thuốc chủ động theo vi mô. Các thuốc incretin có thể khởi trị sớm. Lý do rằng tại sao chúng ta đợi đến khi tế bào beta cạn kiệt rồi chúng ta dùng insulin? Tại sao chúng ta không giúp tế bào beta sống lâu sức khỏe hơn để không cần phải tiêm insulin? Vì các bạn biết là tiêm insulin có rất nhiều nguy cơ loạn nhiễm mỡ nội tim, hạ đường huyết quá mức. Vì vậy và phải kiểm soát đường huyết thường xuyên nữa, và nếu không có thể tăng lột hạ. Do đó sử dụng insulin có rất nhiều nguy cơ. Thì cái quan điểm điều trị mới hiện tại là sử dụng sớm chủ động theo vi mô để tế bào beta sống lâu và sống khỏe hơn, để bệnh nhân không cần phải sử dụng insulin. Và các bạn biết là một khi phải tế bào beta chết hết, bệnh nhân điều trị hoàn toàn insulin rồi, chỉ cần bạn quên cử insulin thôi là bệnh nhân có thể nhập viện cái to sơ. Do đó, để hạn chế nguy cơ này, chúng ta khởi trị sớm các thuốc incretin chủ động theo vi mô để tế bào beta sống lâu dài, sống khỏe. Đó là về mặt lý thuyết. Hạn chế nữa, thực tế là gì? Thực tế là ở Việt Nam chúng ta, bởi vì cái thuốc incretin này, cái thuốc chủ động theo vi mô mắc gấp 3 lần mức độ insulin. Do đó, theo khuyến cáo mới của bộ của khuyến cáo năm 2022 của Bảo hiểm Y tế Việt Nam thì chỉ có những bệnh tình đặc biệt thì mới được phép kê đơn các thuốc chủ động theo vi mô. Còn các bệnh tiền hạng thấp mà kê là nó không thành. Và nó chỉ thành 30% bệnh nhân vẫn giả, 70% còn lại. Và các bạn biết bao nhiêu bảo hiểm y tế thì không có tiền nên cái cấp rồi, mặc dù rất tối ưu nhưng cũng còn rất xa vời của chúng ta. Và một cái điểm cản trở nữa là cái incretin mà các thuốc chủ động theo vi mô dùng theo đường tiêm dưới da ngày một lần. Như vậy chúng ta có những cái thuốc chủ động theo vi mô nào? Thì đầu tiên chúng ta có exenatide và cái loại tác dụng nhanh và exenatide loại tác dụng kéo dài. Ngoài ra thì chúng ta có liraglutide, dulaglutide và semaglutide. Thì đây là thuốc chủ động theo vi mô. Và cái đặc điểm mới hiện nay thì đối với cái chế phẩm semaglutide chúng ta có hai dạng. Dạng thứ nhất là dạng tiêm dưới da, vì bản chất nó là peptide cho nó phải tiêm dưới da. Dạng thứ hai là dạng uống, có thể dùng cho đường uống. Nhưng các bạn thấy là gì? Tiêm dưới da liều là 1 mg, dạng uống lên đến 14 mg. Các bạn cũng tưởng rất là đắt đỏ. Và hiện tại trên Việt Nam chắc chưa có chế phẩm nào thì mới có dạng tiêm dưới da. Rồi cái tác dụng cũng quan trọng của cái nhóm chủ động theo vi mô này là bởi vì nó làm chậm nhu động dạ dày. Hiệu quả của nó là giảm hấp thu được, làm chậm hấp thu đường. Nhưng tác dụng phụ của nó là bệnh nhân đầy hơi và khó chịu. Nhất là những bệnh nhân có biến chứng thần kinh do thái đái tháo đường thì bệnh nhân sẽ có cảm giác là bị liệt ruột, đúng không ạ? Thì liệt ruột là những cái biến chứng rất thường gặp ở những bệnh nhân đái tháo đường có biến chứng thần kinh. Và chúng ta liệt ruột một hút cái này vô luôn thì sao? Bệnh nhân đầy hơi xỉu luôn. Nên rất là hạn chế nếu như bệnh nhân đã
đặc điểm của nhóm ức chế DPP4 này là gì? Nó sẽ ức chế cái enzyme phân hủy pyrimidine đậu sinh. Như vậy nó ức chế enzyme DPP4, cái chất đậu sinh này nó sẽ sống lâu hơn, thay vì 5 phút nó sẽ sống được cả ngày. Nhưng các bạn sẽ để ý rằng ức chế enzyme không bao giờ là 100%, chỉ khoảng 30-50%. Như vậy về hiệu quả của các thuốc ức chế DPP4 thì nó kém hơn so với các thuốc tuyển quản gel. Và vì vậy các thuốc ức chế DPP4 thì nó hiệu quả nó kém hơn. Nó cũng phát huy những cái tác dụng như trên nhưng nó kém hơn. Rồi các bạn thấy cái đặc điểm là trong các thuốc ức chế DPP4 thì chúng ta có một cái thuốc nó tên là linalidin. Và linalidin cái ưu điểm của nó là không cần phải điều chỉnh liều ở bệnh nhân. Bệnh nhân suy thận và suy gan thì không cần phải điều chỉnh liều. Đó là cái ưu điểm của linalidin so với những cái thuốc khác trong cùng nhóm. Và ở đây thì giúp chúng tôi các bạn ở đây là một cái phác đồ trong điều chỉnh kiểm soát đường huyết cho bệnh nhân đái tháo đường nhập viện ở ICU. Thì các bạn thấy là trong cái đợt dịch Covid vừa rồi chúng ta có đưa ra cái vấn đề là sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường thế nào. Và hầu hết các thuốc đái tháo đường, ví dụ như Fumonin UDA, ví dụ như ức chế vận động bằng chuyển hạt như lưu vân vân, có thể bị chống chỉ định trong trường hợp bệnh nhân có huyết động mạch không ổn định. Và các bạn thấy là khi mà bệnh nhân mắc Covid là trong cái điều kiện bình thường mắc nhẹ thì các bạn hầu hết các thuốc có thể sử dụng. Tuy nhiên khi bệnh nhân chuyển sang giai đoạn rối loạn nhẹ cho tới nằm ở cái hồi sức tích cực thì những cái thuốc đái tháo đường hầu như là bị rút gần hết, bởi vì lúc này huyết động mạch của bệnh nhân không ổn định, nguy cơ nhiễm toan sẽ còn axit, nguy cơ thiếu mất nước cực kỳ cao. Và vì vậy khi mà bệnh nhân huyết động mạch không ổn định trong hồi sức cấp cứu, lúc này chỉ còn hai thuốc được khuyến cáo sử dụng, đó là insulin và ức chế DPP4 hạn chế. Chức năng gan hoặc thận hai lúc đó là rồi. Về việc sử dụng hai thuốc này chúng ta thấy là gì? Thứ nhất là thuốc này có thể dùng được cho bệnh nhân tiếp 1 và xin lỗi tiếp 2 và tiền đái tháo đường và có thể hỗ trợ thêm trong điều trị đái tháo đường tiếp 1. Ngoài ra thì hai thuốc này có đặc điểm là cái cơ chế tác dụng của nó giống nhau nên chúng ta chỉ dùng một trong hai, không cần phối hợp cả hai thuốc. Và thuốc ức chế DPP4 thì bởi vì đây là thuốc ức chế enzyme, do nó bản chất là chất hóa học, chúng ta dùng theo đường uống được. Chủ vận GLP-1 bản chất nó là peptide, do đó chủ yếu dùng theo đường tiêm dưới da. Và chúng ta có một cái lưu ý nhỏ nhỏ, thì hồi nãy chúng ta nói tới các thuốc chủ vận GLP-1 nó có một cái khung điểm là nó kích thích sinh tổng hợp tế bào beta, kích thích sinh tổng hợp tế bào beta. Đó là ưu điểm bởi vì nó duy trì đời sống của tế bào beta càng lâu càng tốt. Nhưng chúng ta sẽ rất lưu ý không nên sử dụng các thuốc chủ vận GLP-1 cho những bệnh nhân có tiền sử ung thư, tiền sử gia đình có ung thư, bởi vì nó kích thích sinh tổng hợp tế bào. Rồi chúng ta vào cái thuốc nữa là thuốc ức chế vận động chuyển natri glucose.
phần lọc những phân tử nhỏ nước và các cái cặn bã sẽ lọc qua đèn bồ nam và máu sạch sẽ theo động mạch đi trở về trong tuần hoàn trùng. Như vậy quá trình lọc máu qua đèn bồ nam sẽ lọc cái gì? Nước, ure, uric, rồi một số phân tử nhỏ natri, kali và gluco. Như vậy gluco là một phân tử nhỏ nên nó qua được màng lọc cầu thận. Như vậy tại sao chúng ta không có đường trong bụng? Bởi vì ở trên cái chỗ ống lượng gật thì chúng ta có một cái kênh gọi là kênh bơm đồng vận chuyển natri gluco. Và tại thời điểm tại cái kênh này có quá trình tái hấp thu natri và gluco vào trong máu trở lại. Như vậy con đường đi của gluco là lọc qua quản cầu thận và tái hấp thu vào trong máu trở lại. Khi nồng độ gluco trong máu vượt quá 180 mg/dL thì khi lượng đường trong máu quá cao thì cái lượng đường nó lọc qua sẽ càng nhiều. Và như vậy quá trình tái hấp thu không vững. Như vậy thì tái hấp thu có đó, người bình thường 100 thành quang, 100 thành vô máu. Bây giờ 180 thành quang mà chỉ có 100 cái cơm thôi thì tái hấp thu 100 thành vẫn còn 80 thành bọt sót chạy ra cái đường tiểu. Và lúc này bài học sinh lý nói chúng ta làm xuất hiện đường ở trong nước tiểu. Rồi đó là cái cơ chế bình thường. Rồi khi chúng ta sử dụng thuốc ức chế bơm đồng và chuyển natri vô cồn, như vậy thì các bạn ức chế kênh này thì 180 thằng đi qua nó sẽ ra ngoài hoàn toàn và không được tái hấp thu trở lại. Như vậy cái cơ chế là cơ chế giảm đường trong máu bằng cách tăng đào thải qua đường và người ta gọi thuốc là thuốc ức chế bơm đồng chuyển natri vô cồn. Có nghĩa là khi chúng ta ức chế cái bơm này, gluco không được tái hấp thu và natri cũng không được tái hấp thu. Như vậy các bạn dùng dùng tác dụng, cái thuốc này có tác dụng ngoài tác dụng giảm đường thì tác dụng loại tiểu do đào thải natri. Do đó giảm đường trong máu loại tiểu. Và các thuốc này tận dụng bằng glycosin, enalglycosin, dapaglycosin và canaglycosin. Cơ chế quan trọng là đào thải đường vào đường tiểu. Cơ chế thứ hai, nó có các cơ chế thứ hai gồm có thứ nhất bảo vệ thận cho bệnh nhân. Bảo vệ thận bằng cách nào? Thì các bạn nhớ cái cơ chế ức chế men nhiễm không? Ức chế thuộc thải angiotensin. Nhớ cơ chế bảo vệ thận của thuốc đó. Ức chế bơm đồng vận chuyển natri gluco ngoài cái cơ chế trên ống lượng gần ra, ngoài cái cơ chế ở ống lượng gần ra, nó còn có cái cơ chế thứ hai là cơ chế trên mạch máu. Các bạn nhìn cái hình thứ nhất, động mạch đi, nha, afferent arterial động mạch đi, cái xin lỗi động mạch lớn, lọc máu qua đèn bồ nam đi, đi đi ra ngoài. Các bạn nhìn cái hình phía trên, các bạn thấy rằng đây là động mạch đi, đây là mạch lớn, nó khác nhau chỗ nào? Nó khác nhau cái gì? Động mạch lớn thì cái gì nó to, động mạch đi cái gì nó nhỏ. Các bạn cứ cây đi, cầm cái giọt sạch cây, cứ cây đi. Các bạn bóp cái giọt, các bạn cái gì sẽ ra? Nước nó phục mạnh và xa hơn, đúng không? Các bạn cứ cây được bóp cái dòng nước phục mạnh và xa nha. Thì ở đây cũng vậy, tổng mạch lớn, tiết diện của nó luôn luôn lớn hơn là một đi. Và cái sự chênh lệch tiết diện như vậy nó sẽ tạo ra cái áp lực lọc và cái quản cầu thận. Cái áp lực lọc này nó đẩy nước và các chất cặn bã qua cái màng lọc cầu thận vào trong đường sinh lý. Ở bệnh nhân có huyết áp cao, bây giờ áp lực cầu thận nó còn nó nhẹ, giờ bạn thử tưởng tôi là một cái phân tử albumin nha. Albumin, kích thước của albumin thì có qua được màng lọc cầu thận không? Không, bởi vì tôi to nên không qua được màng lọc cầu thận. Tôi chảy đi trong máu, tôi đi ra động mạch lớn, cái sự lọc mạch đi, tôi chảy gì được thẳng. Bây giờ ở cái bệnh nhân tăng huyết áp, áp lực lọc quá lớn thì sao? Tôi nhăn ra ngoài luôn. Như vậy bệnh nhân huyết áp cao các bạn.
lên tình trạng gì? Amumin. Bởi vì cái áp lực lọc nó quá lớn. Áp lực lọc vừa phải tẩy những phân tử nhỏ ra ngoài. Áp lực lọc quá cao tẩy cả amumin vào trong đường ruột. Như vậy ở những bệnh nhân có áp lực lọc mắc quá cao xuất hiện amumin trong đường tiểu, chuyện gì xảy ra? Thì lúc này amumin xuất hiện trong cái nước tiểu thì nó sẽ tạo một cái hiệu ứng về đặc hóa thắng động. Nó lôi kéo những bạch cầu và đại thực bào đến để mà ăn cái amumin này và xuất hiện tình trạng viêm sơ hóa và tổn thương tế bào. Và vì vậy bệnh nhân amumin và suy thận sẽ càng lúc càng diễn tiến tệ hơn. Các bạn sử dụng ức chế men truyền và chạy thận thể ăn cơm canxi có tác dụng bảo vệ thận, nó bảo vệ chỗ như này. Thì lúc này các thuốc ức chế men truyền, các thuốc chạy thận thể ăn cơm canxi và thuốc ức chế bơm đầu thận truyền như này thì cùng có tác dụng thứ hai là rất co bóp cái động mạch lớn. Như vậy khi động mạch lớn co bóp thì cái sự chênh lệch áp lực cái động mạch lớn và đi nó bóp được nó giảm xuống. Như vậy cái áp lực lọc giảm xuống thì amumin sẽ không bị đẩy lên được. Amumin sẽ tiếp tục cho cái vòng tuần hoàn trở về vòng tuần hoàn chung. Vì vậy cái thuốc ức chế bơm đầu bằng dưỡng natri loco này có tác dụng thứ nhất lợi tiểu cho đào thải natri loco, thứ hai bảo vệ thận cho ức chế protein. Rồi, đó là cơ chế bảo vệ thận của nó. Như vậy tác dụng này tổng lợi với tác dụng hạ đường huyết. Rồi, cái cơ chế thứ hai của các thuốc ức chế bơm đầu vận chuyển natri loco là tác dụng trên cái tinh thể là bộ máy chuyển hóa năng lượng của tế bào cơ tim. Và cái quá trình này nó đảm bảo cho tế bào cơ tim sử dụng năng lượng hiệu quả, tránh sự tổn thương do thiếu oxy, tránh sự tổn thương chết của tế bào cơ tim. Vì vậy cái chỉ định của thuốc ức chế bơm đầu vận chuyển natri loco có cái chỉ định thứ hai và là một trong tứ trụ trong điều trị suy tim. Và hiện nay cái khuyến cáo mới nhất của Bộ Y tế Việt Nam là thuốc này có thể kê cho bệnh nhân suy tim bất chấp là có đái tháo đường hay không. Chỉ định cho suy tim bất kể là có đái mắc đái tháo đường hay không. Nha, khuyến cáo mới nhất của Bộ Y tế Việt Nam. Rồi, một cái cản trở chúng ta cần quan tâm là gì? Thực tế, ha, lý thuyết, thực tế. Thực tế là Bảo hiểm Y tế Việt Nam chưa cho. Bảo hiểm Y tế Việt Nam nói rằng bệnh thuốc này có thể cho bệnh nhân suy tim nhưng có điều là phải có đái tháo đường thì nó mới tăng 70%, còn không nó không thành. Vì vậy đôi khi để hợp lý hóa cái chỉ định suy tim này, chúng ta thồng thêm cho bệnh nhân cái chẩn đoán đái tháo đường để được thành Bảo hiểm Y tế. Một cái điểm các bạn cần lưu ý với cái nhóm thuốc này là gì? Mức lọc cầu thận của bệnh nhân. Ở bệnh nhân còn trẻ còn khỏe, mức lọc cầu thận tốt, bệnh nhân không bị suy thận thì lượng nước tiểu đào thải ra nhiều ít, trên 90ml một phút 1,73 mét vuông, đúng không? Không bị suy thận, không bị suy thận thì mức lọc cầu thận phải trên 90, đúng chưa? Trên 90, mức lọc cầu thận cao thì lượng nước tiểu đào thải ra nhiều. Lượng nước tiểu đào thải ra nhiều, lượng đường đào thải ra nhiều. Như vậy sử dụng thuốc sẽ đào thải được rất nhiều đường. Ở bệnh nhân có sự suy giảm mức lọc cầu thận dưới 45. Như vậy mức lọc cầu thận dưới 45 thì lượng nước tiểu đào thải ra rất nhiều. Ít. Lượng nước tiểu đào thải ra ít thì lượng đường đào thải ra ít luôn. Như vậy thì hiệu quả của thuốc sẽ suy giảm đáng kể ở bệnh nhân suy thận. Bởi vì suy thận lượng nước tiểu giảm, lượng đường đào thải ra sẽ giảm. Như vậy cái quá trình này nó không có hoàn hảo được. Rồi, đó là cái nhược điểm thứ nhất, hiệu quả suy giảm ở bệnh nhân suy thận. Nhưng nó vẫn là thuốc ưu tiên cho bệnh nhân đái tháo đường có suy thận. Bởi vì cái tác dụng bảo vệ thận của nó. Nha. Mặc dù hiệu quả giảm trên bệnh nhân suy thận nhưng ưu tiên cho bệnh nhân suy thận vì tác dụng bảo vệ thận của nó. Rồi, cái nhược điểm thứ hai, đường đào thải qua đường tiểu nhiều thì sao? Nguy cơ nhiễm trùng và nhiễm nấm đường sinh dục do nước tiểu có đường đào thải. Vì vậy ở đối tượng nữ chúng ta nên cái sử dụng khăn giấy để thấm
nhóm thuốc cuối cùng là thuốc ức chế men ăn ra lưng vô phi đà. Thì các bạn ăn những cái phần cơm và tinh bột, thì tinh bột này nó sẽ được một cái enzyme có tên là alpha-lipoxida phân hủy tạo thành đường, và alpha-lipoxida có trong đường ruột. Vì vậy chúng ta có thể sử dụng một thuốc có tên là carbamazepine, nó sẽ ức chế enzyme alpha-lipoxida. Như vậy thì nó sẽ làm giảm cái lượng tinh bột được chuyển hóa thành đường, giảm lượng đường vào trong cơ thể chúng ta. Rồi thuốc này có cần thiết không? Tùy là sao? Bệnh nhân đái tháo đường có cần đường không? Có, bởi vì đường tạo năng lượng mà. Não cần ăn đường, các cơ quan ăn đường. Như vậy đường cần thiết chúng ta. Và vì vậy cái thuốc ức chế alpha-glucosida này nó thật sự không quá cần thiết, nhưng ở người Việt Nam và người châu Á nói chung thì thói quen là ăn rất nhiều tinh bột. Nhất là mấy bác đi quê sáng phải ăn 3-4 tô cơm mới ra đồng, bụng nó căng như này. Thì với những bệnh nhân không kiểm soát được chế độ ăn tinh bột thì chúng ta cho bệnh nhân dùng thuốc này để giảm bớt cái lượng đường vào trong cơ thể. Còn những bệnh nhân đã ăn hết rồi không cần thiết được. Rồi cuối cùng chúng ta có insulin nè. Trong trường hợp tế bào gây ta cạn kiệt này, cố quá là hết cố nổi, phải dùng những insulin ngoại sinh cho bệnh nhân thứ hai. Rồi, tóm lại nha. Tóm lại chúng ta có khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam. Trời ơi, tôi dễ lắm mừng. Rất được dạy, rất không phải nghe tôi nói không? Metformin là lựa chọn đầu tay. Theo Bộ Y tế Việt Nam nha, metformin là lựa chọn đầu tay. Nếu như bệnh nhân có kiểm soát A1C không đạt mục tiêu sau 3 tháng thì phối hợp thuốc. Nếu bệnh nhân có bệnh tim mạch sơ vữa thì chúng ta sẽ ưu tiên các thuốc bảo vệ tim mạch cho bệnh nhân, gồm có các thuốc incretin của quận Shelby 1 hoặc các thuốc ức chế bơm đầu vận chuyển nạp glucô và tác dụng bảo vệ thận và tim của bệnh nhân. Nếu như bệnh nhân có nguy cơ hạ đường huyết, tức là dễ bị hạ đường huyết nhạy cảm với tác dụng của insulin, thì chúng ta sẽ hạn chế các thuốc ảnh hưởng tăng tiết insulin, ví dụ như là sulfonin urate, ví dụ như là melatonin. Và ở đây các bạn để ý mãi cô nói với bạn là các thuốc chủ vận GLP-1, các thuốc incretin, các thuốc ức chế GLP-4 nó có tác dụng là tăng sinh tế bào beta, tăng tiết insulin, nhưng nó không gây hạ đường huyết quá mức. Nó chỉ tăng tiết insulin khi đường cao thôi, còn khi đường bình thường thì nó lại không gây tăng tiết insulin, do đó nó không gây hạ đường huyết quá mức cho bệnh nhân. Rồi, nếu như bệnh nhân bệnh tế chúng ta đang ở đây, Việt Nam chúng ta đang ở đây, thì và vấn đề chính bảo hiểm y tế là vấn đề chính, thì chúng ta phối hợp kế tiếp với các bệnh nhân là các thuốc nhắm sulfonin urate kích thích tế bào beta tuyến tụy, tăng tiết insulin, cố quá quá cố. Và bởi vì chúng ta không có tiền nên nếu chúng ta không đáp ứng với chế độ đường uống thì chúng ta chuyển sang insulin. Và chúng ta có thể kết hợp thêm ức chế chủ vận cụ thể GLP-1, các thuốc incretin nếu có thể, nếu cần. Đó là Bộ Y tế Việt Nam 2020. Nhưng các quan điểm điều trị hiện tại của ADA 2024 Hoa Kỳ nó nói rằng bạn không cần bắt đầu bằng metformin, bạn bắt đầu bằng bất kỳ nhóm thuốc nào dựa trên các bệnh lý đầu mắt của các bạn. Nếu các bạn bệnh tim mạch sơ vữa, các thuốc chủ vận GLP-1. Nếu các bạn có suy tim, ức chế bơm đầu vận chuyển nạp glucô. Nếu các bạn có suy thận mạn thì ức chế bơm đầu vận chuyển nạp glucô hoặc chủ vận GLP-1. Và các phác đồ này nếu như bạn béo phì thì các bạn sẽ ưu tiên những thuốc giảm cân, ví dụ như metformin, ví dụ như các thuốc chủ vận GLP-1 đi kích não chán ăn và nó bỏ được cái cột chi phí như thế này chính là cái gì đó có tiền và mình nghèo cái gì. Và các bạn thấy cái điểm nữa, hồi nãy Bộ Y tế Việt Nam nói làm sao? Khi các thuốc đường uống không đảm bảo thì chuyển sang insulin, rồi từ cái nền là phối hợp tăng liều lên các bữa ăn.
và có thể kết hợp của quận treo một. Nhưng ta đang nói rằng đủ quận treo một để kéo dài đời sống tế bào gây ta trước khi mình đến điều trị, bởi vì nó có tiền. Là cái khuyến cáo của cái rất dễ thực hiện, là cái khuyến cáo của hiệp hội thần tiết Hoa Kỳ. Khuyến cáo thì nó chia bệnh nhân ra làm hai đối tượng: thứ nhất có bệnh động mạch và không có bệnh động mạch. Nếu có bệnh động mạch thì bệnh nhân có sơ vữa mạch máu không, có suy tim không, có đột quỵ hay không và có suy thận hay không. Nếu có, xem cái thuốc ưu tiên dưới mẫu nhắn. Nếu có suy thận mạng, chủ quận CLV1 và ức chế bơm đồng chuyển năng hydroco. Nếu có tiền sử bệnh tim mạch cũng vậy nha, vân vân. Và nếu như bệnh nhân không có bệnh động mạch thì kiểm soát đường huyết càng chặt càng tốt. Và nếu bệnh nhân không có bệnh động mạch thì sao? Nếu như A1C trên 7,5% khởi trị bằng 2 thuốc. Các bạn thấy nó khác của tiếng Việt Nam không? Của tiếng Nam bắt đầu bằng mét một min, sau 3 tháng không đạt thì thêm thuốc. Còn thằng này sao? Nếu bệnh nhân không có bệnh động mạch, bắt đầu 2 thuốc liền. Nếu như A1C trên 7,5%.